Rồi, xong xin chào cả nhà mình nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ với cả nhà mình một cái vấn đề của cây sam núi nha. Đây, cái cây này bên nhà vườn nuôi cũng khá là lâu rồi, nhưng mà vừa rồi thiếu sự chăm sóc bắt đầu nó bị bệnh nè. Đó, nó bị bệnh cuống lá. Đó thì đứa em trai đang đang tút lá thì phát hiện ở dưới lá nó là toàn là rầy không, Rầy thôi. rầy không cả nhà, nhiều lắm nè, nó làm cái cây mình phát không nổi luôn đó, rầy trắng trắng nhiều lắm nè, rầy không mà ở bên dưới toàn rầy không thôi. Ồ, rất là nguy hiểm luôn Lá nó nè, này cuốn lá nè, lại này đó, nhìn mình thấy cái trắng trắng không, rồi nó bên trong cuốn lá. rầy nó ở ở dưới cái cuốn lá lại, cho nên nó làm cái cây của mình nó phát không nổi luôn, rất là nguy hiểm. Nếu mà cái này mà không phát hiện kịp thời là cái cây của mình nó bị suy và chết luôn nha. Đó, wow, mình cứ nói ủa sao mà đây đó, rầy này, nói ủa sao cái cây nó cứ suy hoài cuối cùng là bị rầy này, nhiều lắm. Nó ở dưới cái cuốn lá này này, ở dưới cái cuốn lá này, toàn bộ ở dưới cuốn lá là bị rầy hết luôn, nó rất là nguy hiểm luôn nha, nhà mình để ý luôn. Thì cái cây này là cây sam núi bông, là trước đây mình cho nó ở trên một cái hòn đá. Rồi bây giờ cây nó suy quá bắt đầu rút xuống cho nó sang chậu. Rồi bây giờ là cây này là sam núi bông, bây giờ là Sơn quyết định là ghép trái vô, tút hết lá rồi xong bắt đầu có thời gian là bắt đầu sẽ ghép trái vô nha. Đó, sam núi thì mình ghép được, cùng dòng mình ghép được nha, kể cả mình ghép được với sam núi trái, mình ghép được với cây cây chùm mòi luôn nha. Đó, chùm mòi lá lớn lá nhỏ gì đều ghép được luôn. Cây này rất là đẹp, đang làm dáng rừng trên thân. Đó thì hôm nay cái bài này chủ yếu Sơn chia sẻ là về cái bệnh cuống lá nha. Nó là vì rầy nè, rầy quá trời luôn. Đó, quá trời rầy luôn, nó nằm nhiều lắm, nằm ở trong này nhiều lắm. Đó, cho nên mình không cẩn thận là sẽ bị hư cây và suy cây luôn. Đó, đó nè, quá trời ông này nè. Rồi thì cái phương pháp mà đầu tiên mình xử lý là mình phải tút lá nó đi, mình tút bỏ hết đi để cho nó mình loại trừ cái rầy ở trên cái cây trước, rồi bắt đầu mình kiếm mấy cái thuốc xịt rầy á, hoặc là hữu hiệu nhanh nữa là cái chai xịt kiến á, mình xịt lên là ok nha cả nhà. Rồi Sơn rất cảm ơn cả nhà mình nha, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn.